từ đây cuộc đời vui cửa Phật. Niềm Di Đà bỏ khỏi đã vô mình, tiền thân kia vô lượng kiếp tội tình. Nay sám hối hồi tâm về với Phật, dưới tòa sen nghe mùi hương phảng phất. Ánh hào quang soi sáng hành Như Lai, nay chúng con xin lại trước Phật đài, cầu giải thoát theo Ngài về cõi Phật. Ngày xưa kia sống cuộc đời lầm lỡ, nay chân sen đang nở giữa đau tràn. Bởi kiếp người là một kiếp đi hoang, cầu Đức Phật cho con nhiều tuệ giác. Nguyện vạn sanh tìm về nơi cực lạc, hoặc luân hồi kiếp sanh từ từ san. Miền Tây phương cực lạc sống an lành, vô diệt vô sanh về nơi chinh phẩm sen vàng. Đời vui cửa Phật, niềm Di Đà bỏ khỏi đã vô mình, tiền thân kia vô lượng kiếp tội tình. Nay sám hối hồi tâm về với Phật, dưới tòa sen nghe mùi hương phảng phất. Ánh hào quang soi sáng hành Như Lai, nay chúng con xin lại trước Phật đài, cầu giải thoát theo Ngài về cõi Phật. Ngày xưa kia sống cuộc đời lầm lỡ, nay chân sen đang nở giữa đau tràn. Bởi kiếp người là một kiếp đi hoang, cầu Đức Phật cho con nhiều tuệ giác. Nguyện vạn sanh tìm về nơi cực lạc, hoặc luân hồi kiếp sanh từ từ san. Miền Tây phương cực lạc sống an lành, vô diệt vô sanh về nơi chinh phẩm sen vàng. Miền Tây phương cực lạc sống an lành, vô diệt vô sanh về nơi chinh phẩm sen vàng.
trước nơi sự hiện diện an toàn chúng tôi cao quý của Chúa Tôn Đức. Còn lại tất cả các vị cũng đang đại sứ sự Khải bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Trưởng Lão Phước Minh, Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa, Chư Ni Trưởng, Chư Ni Sư, Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Giờ phút này, toàn thể tất cả các vị trong gia đình của Phật tử Huệ Học có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin khắc bạch. Nam mô Thượng Thiên Liên Xã Chính, nhân từ tu thất của bốn vị Phật tử Huệ Học thế nhân Lê Thị Quyền. Hôm nay tất cả các vị trong gia đình là nhà điều khắp nơi Phật tiền chúng con đã cung thiết trang nghiêm thanh tịnh như pháp, thành kính tế đầu bái thịnh sư tôn đức từ mẫn quan hỷ quan lâm trở về Phật tiền ngày mẫn từ quan hỷ hướng cả quan lâm. Nam mô chính minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên Chư Tôn Đức điện thị ba bài ban du cổ viện ba hội của hội bảo nhà của tỉnh Chư Tôn Đức quan lâm trở về đại hội bảo điện. Thank you.
Chư Tôn Đức, chúng con kính nghe các bậc hiền nhân dạy.
lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Trong tất cả ân tình của thế gian đều là những ân tình hữu hạn, vì có ân tình sống hỗ trợ thiên liên đại chúng và tình nguyện ra đi. Hôm nay hòa thượng đã được gọi tới ân tình chúng ta, quý đi trưởng quý đi sư đến ân tình chúng ta. Phút này sau thời cúng dị thiên văn và ắt pháp ngọt cúng nơi đại hội bảo điện đã được viên mãn, sư tôn đức đã an trú chứng minh trong chánh điện. Giờ phút này xin trân trọng kính mời Phật tử Huệ Quang đại diện và hai lời cho toàn thể tất cả chị em trong gia đình dâng lên cho tôn đức lời thắp và cúng dường trong buổi lễ chúc phúc hôm nay. Chúng con kính mời quý bạn trên chư tôn và hòa thượng chúng mình, chúng bạn xin được ngỏ hôm nay được tăng, chúng bạn kính niên trưởng kính niên sư chư tôn và hòa thượng, hôm nay gia đình chúng con có vinh sự hầu hành lãnh lễ sư pháp. Nam mô A Di Đà kính chư tôn thượng đức tăng ni. Dòng thời gian cứ âm thầm nặng nề đi qua, chúng con về với những khoảnh khắc nhớ mẹ cứ như một giấc mơ mẹ đơn và đi qua cuộc đời của chúng con bồng bềnh như mây trời và nhẹ nhàng như gió thổi. Hơn 81 năm qua của cuộc đời mẹ đã ban tặng tất cả chất chống nghị lực và chịu đựng để chúng con vững chắc bước vào cuộc đời với cuộc sống thăng hoa vui vẻ. Bao năm gian khổ khéo ho, mẹ luôn cam chịu có con thành người. Dù cái nắng vẫn tươi cười, mẹ vui lắm và mẹ nhận nuôi thượng con. Vì chúng con mà mẹ phải mang bao gánh nặng với một nắng hai xương, dù rằng đôi cánh tay đã rời, những người vẫn luôn dang rộng để cho chúng con có được những ngày an vui hạnh phúc. Ngày chúng con thật sự lớn khôn mới cảm nhận được công ơn cao dày của mẹ, những tưởng sẽ được bên cạnh mẹ cả cuộc đời để chăm sóc phụ sự, nào ngờ đường đời mẹ đã vội và an đi, để lại cho chúng con phải vơ vơ đạn lớn. Chúng ta chúng tôi đứng, chúng con biết rằng bây giờ chúng con có đau thương buồn nhớ đến đâu đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì với bộ phận là con đối với tình mẫu tử thiêng liêng khi mẹ không còn nữa. Hôm nay với những nỗi xót xa còn đọng lại trong lòng, vô vàn niềm thương cảm tri ân sâu xa tội lỗi chưa biết gửi về đâu, chúng con kiến nghị chỉ có sự hộ trì của chư tôn hiền đức với lòng từ bi thanh tịnh mới có thể giúp cho hương linh mẹ con được nhẹ nhàng trở nên lắm. Chỉ có lòng tha thiết chân thành của chúng con và nguyện với lời kinh tiếng kệ mới có thể trợ thiên cho hương linh mẹ con về nơi tình cảnh. Kính bạch quý ngài, thánh thót 49 ngày trôi qua, dẫu rằng công đức còn món quá nhỏ so với nghiệp chỉ là tạo, nhưng đó là tất cả những gì mà chúng con có thể làm được. Chúng con xin tuyệt đối với lòng từ bi của chư Phật, của đức chúng như ngài. Hôm nay chúng con chiếc chai cúng dường trên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư cúng diện tiền chư tôn đức tăng ni. Xin nguyện hồi hướng công đức cúng dường này ơn linh ơn mẫu của chúng con là Phật tử Huệ Ngọc, Thế Danh Lê Thiện Nguyệt, Nguyên Sanh Nhâm Ngọ Tượng Thọ 81 tuổi, lâm chung ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần. Được nhờ hậu ân tam bảo, nhờ đức chú nguyện của chúng tôi Điện Đức Tăng Ni mà được chương trình tội chướng chuyển những nghiệp duyên tốt trái quy hướng tam tôn vạn sanh cực lạc quốc. Và cũng xin cầu nguyện hồi hướng phước lành này cho những người thân của chúng con còn hiện tiền được an vui hạnh phúc. Hưởng mong chư tôn đức từ bi hoan hỷ hay mẫn chứng minh nạp họ lễ phẩm của dường này cho chúng con được thâm duyên tôn đức và còn niềm hiếu hạnh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
môn nhân hiếu quyến đã dâng lên trước sự chứng minh cao quý của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni, để cho tất cả các vị trong gia đình được thấm nhuần đạo lý tri ân, báo ân bốn nước nhớ nguồn. Giờ phút này tất cả chúng con đã lắng lòng thanh tịnh, xin được lắng nghe lời sách tấn chỉ dạy từ Chư Tôn Đức Chứng Minh. Chúng con bái thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thông Thông chú trì dưỡng chân thiền từ hai nhọc trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh ban pháp từ cho buổi lễ. A Di Đà Phật. Chúng con bái thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Các Đại Chứng Minh. Nam Mô Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Các Đại Chứng Minh. Cung kính bái bạch trên Hòa Thượng Đệ Nhất Chứng Minh, cung kính bái bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Hôm nay có Phật tử Huệ Quang cùng với Gia Quyến thiết lễ cúng dường trai tăng, con xin được phép thay nhọc quý ngài có vài lời đạo từ với tín chủ ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa quý Phật tử, xuyên qua lời tác bạch, chúng tôi cũng cảm nhận được với cái hiếu đạo, hiếu hạnh của quý vị, đúng tư cách của một người Phật tử. Nói đến công cha nghĩa mẹ thì ôi, không có bút mực nào tả xiết, không có thể nào mà đền đáp được. Suốt 80 năm hơn trong cuộc đời này, thì chúng tôi phải nói rằng rất thấm thía những cái câu ru hời miền Nam mà hồi nhỏ chúng ta đã thường nghe. Cù ơ dí dầu cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Thưa quý vị, đến cái tuổi của quý vị đã thấm thía lắm rồi những cái cầu tre lắc lẻo gập ghềnh của trường đời rồi. Tất cả những cái đánh đổi đó dành cho ai? Cho chúng ta cả. Thì chúng tôi cũng có những cái cảm xúc khi nghĩ đến mẹ cha. Vì từ phàm phu cho đến hàng thánh tăng, ai cũng được từ cha mẹ mà sinh ra, cho chúng ta cái hình hài này với đánh đổi bao nhiêu nghiệp lực. Nhưng may mắn thay, trong cuộc đời này ba mẹ chúng ta đã gặp được Phật Pháp, đã quy hướng Tam Bảo, đã làm người Phật tử, đem cái đạo đức của người Phật tử mà dạy dỗ con cái. Chúng tôi rất là hoan hỷ khi nhìn vào cái danh sách của gia đình, thấy phần đông quý vị đã quy y hết. Hãy nói đây là cái công ơn cha mẹ cho chúng ta hình hài rồi, mà lại hướng dẫn cho chúng ta hướng về cái nẻo thiện đường ngay, nhất là quy hướng về Tam Bảo, ba ngôi báo của cuộc đời này. Cho nên ngày hôm nay quý vị đã được sự hướng dẫn của sư cô trụ trì Tịnh Thất Linh Ứng tiết lễ trai tăng để hầu báo đáp phần nào công ơn muôn ngọt của cha mẹ. Đây là việc làm phải nói rằng rất là ý nghĩa, phải nói là rất là công đức. Chúng tôi xin được nhắc nhở, nương nơi cái hạnh hiếu, tâm hiếu này mà quý vị duy trì cái đạo đức mà cha mẹ chúng ta khi còn sinh tiền lo chúng ta từ thể chất cho đến tinh thần,
để hầu đem cái đạo đức của Phật Đà để mà hướng dẫn giáo dục con cái chúng ta, những cái thế hệ sau để được thấm nhuần cái giáo pháp chánh pháp của Phật Đà. Điều này tôi thiết nghĩ cha mẹ chúng ta phải nói rằng vô cùng hoan hỷ. Bụi thần tâm thần ý chí hiếu của quý vị đã thiết lễ cúng dường trai tăng ngày hôm nay, chúng tôi xin được nhất tâm tùy hệ chứng minh và nạp thọ, đồng thời xin được đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho hương linh Phật tử Huệ Ngọc, thế danh Lê Thị Nguyệt, sớm sanh về cõi Phật an lành, cùng cửu quyền thất tổ, thúc bá đệ huynh cô di tỷ muội trượng thừa công đức siêu sinh thoát quá. Đồng thời xin được cầu chúc cho gia đình quý vị luôn luôn được an bình, hạnh phúc và bồ đề tâm mỗi ngày mỗi tăng trưởng hơn. Buổi lễ cúng dường đã đúng pháp đúng thời, quý vị hãy hướng về mười phương chư Phật cùng hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta đứng lên chắp tay cung kính hướng về chư tôn đức thành kính tia giáo phụng hành đảnh lễ cúng dường ba lại nhất tâm hai giờ Phật để cho Phật tử Huệ Ngọc được thừa pháp lễ cúng dường cho năm hôm nay và phút này chúng tôi có dường chúng con thành kính quay thỉnh về tòa đạo được chư tôn thờ tư cúng dường chúng con dường như là để có được Phật tử. Thank you.
trở về quê.